kết quả hết sức bất ngờ. Võ sĩ Hoàng Tuấn sau 50 trận bất bại đã bị đối thủ của mình knock out chỉ trong vòng 20 giây. Đây là một kết quả gây sốc đối với fan hâm mộ của Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn của chúng ta đã chính thức bất tài vô địch sau trận thua ngày hôm nay. Không biết anh ấy có thể đứng dậy được sau vấp ngã này hay không. Uống thêm lon nữa đi. Thằng thua cuộc. Đúng, tao là kẻ thua cuộc. Tâm phục, khẩu phục. Mày sinh ra là để giành chiến thắng. Thằng hèn. Mày nói đúng. Tao phải giết nó. Giết nó! Giết nó! Tại sao phải tự giam mình trong bốn bức tường? Chỗ của mày là ở trên võ đài. Khán giả gọi vang tên mày. Máu của đối thủ chảy. Không, mày cút đi. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Quân, giáo viên dạy yoga trên YouTube. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn 6 bài tập cơ bản cho những người mới bước vào. Nào, chúng ta cùng tập luyện thôi. Các bạn nên chú ý, đối với những bài tập khó thì luôn phải có người hướng dẫn. Bởi vì chỉ cần làm sai một hành động nhỏ thôi cũng sẽ để lại một hậu quả vô cùng to lớn. Độc cô cầu bại đây sao? Tập vài ba cái động tác ẻo lả đấy cũng không giúp mày quên đi được cái thất bại ê chề đấy đâu. Tập phải ra khỏi đây. Lũ chó chết. Alo. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của cậu có một hàm lượng lớn thuốc an thần. Có lẽ nào trong trận đấu hôm đó. Thằng ngu, mày bị nó chơi xỏ rồi. Đến bây giờ mày vẫn còn ngồi ở đây. Chó, mày chơi tao. Tao đã thắng, nhưng mày không thua tao. Mày chỉ thua chính bản thân mình mà thôi. Tao phải là người chiến thắng. Thank you.
Chúc mừng, mày thắng tao rồi. New Times Media hân hạnh thực hiện.